Tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 tháng 6 năm 2022 nhâm dần. Tiền rơi trúng đầu, giàu nhanh chóng mặt nếu biết điều này. Đừng coi thường con giáp này trong tháng 6 âm lịch bởi vì chắc chắn họ sẽ đổi đời giàu sang, mua nhà, mua xe, tiền tiêu vô kể, bất kể là những con giáp khác ra sao. Nhưng với con giáp này thì chắc chắn sẽ giàu nứt tường đổ vách, sống trong sự giàu sang phú quý. Mệnh chủ tuổi Nhâm Tý tháng 6 âm lịch càng bị người đời chà đạp khinh miệt, coi thường, lại càng có nhiều thành tựu lớn lao trong công việc. Hậu vận vô cùng giàu có kể từ sau rằm tháng 6 âm lịch, khiến cho rất nhiều người phải ghen hờn đỏ mắt. Thưa quý vị, vốn dĩ đời người phải trải qua rất nhiều giai đoạn, chúng ta mới có thể thật sự trưởng thành. Trời sinh, mỗi người mỗi số mệnh, chính vì vậy không phải ai sinh ra sung sướng thì họ sẽ được hưởng sự sung sướng đến cả đời. Và tất nhiên là ngược lại, không phải ai sinh ra khổ cực thì sẽ phải chịu lầm than cả kiếp. Con giáp này là một trong bốn con giáp được thần tài chiếu cúng nồng hậu, phúc vận song toàn và có thể làm giàu chỉ sau một đêm. Có những người chỉ cần bước qua một giai đoạn khác thì vận mệnh của họ đã thay đổi. Người xưa có nói cuộc sống sung túc đủ đầy thường có 7 phần nỗ lực và 3 phần may mắn. Và chính vì vậy trong số 12 con giáp thì sẽ có những con giáp chúng ta may mắn được hưởng trọn vẹn điều đó, bất kể là cuộc sống của những người khác ra sao. Nhưng mà với con giáp này thì chỉ cần họ cố gắng và nỗ lực hơn một chút nữa thôi thì chắc chắn không giàu nứt tường đổ vách thì cũng sống trong giàu sang phú quý, không hề thiếu bất cứ thứ gì, viên mãn đủ đầy trong năm 2022 nhâm dần âm lịch. Và xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Phong Thủy Gia Cát theo dõi vận trình của những người tuổi Nhâm Tý trong tháng 6 âm lịch này qua video ngày hôm nay. Xin mời tất cả quý vị cùng đón xem. Sau đây là phần tổng quan của tất cả quý vị gia chủ Nhâm Tý sinh năm 1972 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 có mệnh tăng đố mộc, thời thơ bé gặp nhiều trắc trở, trải đủ hoạn nạn khó khăn. Đến thời trung niên vận mệnh khởi sắc, không còn phải lo cơm áo gạo tiền, sự nghiệp hanh thông, tài lộc dồi dào. Nam giới tuổi Nhâm Tý lấy được vợ hiền, tuy sống an nhàn nhưng phải lo nghĩ tình cảm, gia đình, không được nhờ anh em và mọi chuyện đều phải độc lập, tự mình quán xuyến. Nữ giới là người có số mệnh tốt lành, cả đời nhàn nhã sung sướng. Họ là người thông minh, học rộng biết nhiều, hiểu biết luật pháp, cũng rất tôn trọng lễ tiết truyền thống. Những người này đề cao tính tập thể, đoàn kết, tuy đôi lúc họ thể hiện thói ích kỷ, song về bản chất, tính cách của họ rất hòa nhã, thân thiện, luôn quan tâm, chăm sóc người khác. Bản thân họ cũng là người rất trọng danh dự, luôn chú ý giữ gìn hình tượng của mình. Người tuổi Nhâm Tý rất linh hoạt khi xử lý công việc. Họ không phá vỡ nguyên tắc mà rất khéo léo, lợi dụng những kẻ hở, giữa đó để có thể đạt được mục đích, giúp công việc đạt được hiệu quả cao. Họ theo đuổi sự ổn định trong cuộc sống, vì thế mà thường hay lo lắng không đâu. Tuy nhiên bất an, lo sợ khiến họ luôn cẩn trọng trong mọi việc, cũng nỗ lực làm việc để đảm bảo cuộc sống được an lành. Theo góc nhìn tử vi tuổi Tý năm 2022, thì tháng này vận khí của những người cầm tinh con chuột sinh năm 1972 tương đối ổn định. Tuy vẫn sẽ có những áp lực nhất định trong công việc, nhưng chỉ cần bạn giữ được thái độ lạc quan tích cực thì khó khăn nào cũng tìm được cách xử lý. Ở phương diện sức khỏe, gia chủ cũng nên lưu ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, đặc biệt năm mệnh cần tăng cường tập thể dục, đảm bảo ngủ đủ giấc hàng ngày, hạn chế tối đa hút thuốc, uống rượu bia thường xuyên, nếu không sẽ dễ dàng gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Ngoài ra bản mệnh cũng nên lưu tâm hơn về tiền bạc, trong tháng này tốt nhất nên hạn chế cho vay mượn, nhất là không nên đứng ra làm bảo lãnh tài chính cho người khác, kẻo gặp rắc rối. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Đinh Âm Hỏa nên gọi là chính quan, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này cần phải chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra, làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi cho thấy có lúc nhân duyên trợ lực nên tháng này gia chủ sẽ phát triển sự nghiệp một cách thuận lợi. Những kế hoạch ban đầu xây dựng trước đó tiến triển ổn định, dù có chút rắc rối bất ngờ phát sinh thì cũng có thể giải quyết kịp thời. Bản mệnh nhận được kết quả vượt xa với kỳ vọng, đó cũng chính là trái ngọt bạn hái được sau rất nhiều cố gắng của bản thân. Với những người làm công ăn lương, mặc dù làm công việc chăm chỉ, bạn sẽ thấy khó khăn trong các mối quan hệ với cấp trên. Vì vậy, cho bạn cảm giác rằng không có chỗ phát huy tài năng của mình, kìm nén niềm đam mê trong công việc ở một mức độ nào đó. Miễn là còn có cơ hội thì nên đi công tác hoặc là làm việc ở nơi khác.
Các quý mệnh chủ không nên ngần ngại hoặc là che đậy mong muốn bên trong của mình, vì cơ hội để cải thiện vận may của bạn phụ thuộc vào nỗ lực của chính bạn. Ngay cả khi bạn không thể ra ngoài, hãy cố gắng giải quyết các nhiệm vụ mới hoặc làm việc trong một môi trường mới, gặp gỡ tất cả khách hàng. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Nhâm Tý để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý vị gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem vận trình tài lộc tháng 6 âm lịch của quý vị gia chủ tuổi Nhâm Tý khá vượng, có nhiều nguồn thu nhập, tất cả đều có xu hướng tăng. Với tầm nhìn xa trông rộng và khả năng nắm bắt thời cơ nhanh chóng, thì những người mới đầu tư sẽ nhận được những khoản lời lãi khả quan. Những người làm trong lĩnh vực bất động sản hoặc tài sản, tài chính cũng tăng lên một cách đáng kể. Tuy nhiên, cần phải chú ý đề phòng những kẻ không đáng tin cậy, không nên tin theo lời rủ dê dụ dỗ của người khác, kẻo dẫn đến tổn thất tài sản. Một khi xác định làm gì, phải hiểu thật kỹ lĩnh vực đó, tỷ lệ thành công mới cao. Còn nếu chỉ nghe theo đám đông thì rất dễ thất bại. Bạn cũng sẽ gặp phải những tò mò về tài chính của người xung quanh. Việc tiền tài sẽ liên quan đến một số chuyện thị phi, không mong muốn. Và nếu ai đó có hỏi về thu nhập hay tiền của bạn thì tốt nhất hãy lờ đi, đừng vì cả nể mà rước tai tiếng vào thân. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng 6 âm lịch cho rằng tháng này sức khỏe có thể có chút khó khăn đối với những người tuổi Nhâm Tý. Bệnh dạ dày, huyết áp có dấu hiệu không ổn định và cần phải chú ý hơn đến lối sống của mình. Khi làm việc, cần chú ý đến giờ giấc, không nên bỏ bữa thường xuyên hoặc là thức khuya dậy sớm. Ngoài ra, cẩn thận vấn đề đi lại kẻo dễ bị va quệt xe cộ. Gia chủ Nhâm Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Tý. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Các cặp vợ chồng bao dung và thấu hiểu cho nhau, vì vậy mà đôi bên có thể trao đổi, thảo luận mỗi khi đối diện với khó khăn, cùng nhau vượt qua sóng gió. Ở độ tuổi này, gia chủ luôn ý thức được rằng gia đình chính là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình, nên luôn biết trân trọng và gìn giữ. Dù bên ngoài có người chủ động tiếp cận, bạn cũng sẽ giữ được khoảng cách hợp lý. Nếu đang độc thân hoặc đơn thân, bạn có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Hãy mở lòng và đón nhận tình cảm của người khác, không nên cứ sống mãi trong thế giới cô đơn của riêng mình. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Tháng Mùi, lục hợp ngọ, tam hợp mão và hợi thành mộc cục, xung sửu, hình sửu, hại tý, phá tuất và tuyệt sửu. Đối với những người tuổi Nhâm Tý trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 6 năm 2022, tức ngày 4 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp mậu ngọ, có nạp âm là thiên thượng hỏa. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 6 năm 2022, tức ngày 16 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp canh ngọ, có nạp âm lộ bàng thổ. Ngày âm lịch, ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp nhâm ngọ, có nạp âm là dương lưỡng mộc. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Nhâm Tý trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022.
Ngày âm lịch, ngày 1 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Ngày âm lịch, ngày 13 tháng 6 năm 2022, tức ngày 11 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Ất Sửu, có nạp âm Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 6 năm 2022, tức ngày 23 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Đinh Sửu, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng, để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những người tuổi Tý sinh năm 1972 trong tháng 6 âm lịch. Và qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được chúng ta phải làm gì để có thể có được may mắn và thành công ở trong tháng 6 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi, và quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông thông báo để luôn là người đầu tiên chúng ta nhận được những nội dung mới nhất từ kênh. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.